Rồi kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình sẽ ăn, quay bằng nọc mình. Bữa nay mình không phóng sanh nó mà đưa nó về dinh. Nay cái này là ếch nó lên chân, nay là từ khi nở giờ là 24 ngày tuổi nha các bạn. Nay mình xả nọc nọc đực, đẹp mình sẽ để lại cho ông anh ở Trà Vinh là đưa về Trà Vinh. Đưa mấy lúc là đợt hãm này phóng sanh, nay đưa nó về Vinh đi. Mình sẽ xả bỏ giạt nồng nọc đực chứ đẹp. Cười gì vậy? Đây anh này là ở Trà Vinh. Còn cho em không? Huyện nào xã nào Trà Vinh? Em ở ấp này có xã Sông Lộc cho thành Tài Vinh anh Vũ ơi. Ấp ấp gì, ấp gì, nói lẹ quá không hiểu luôn. Ở ấp này có ấp này có xã Sông Lộc à. cho thành Tài Vinh. Rồi rồi chờ đang đang hứng nồng nọc được đẹp, đặt cái vớn đặng thả nồng nọc được đẹp nha các bạn. Lòn hai vòng, một vòng đó nó có thể nó dễ ruột, còn theo quấn thêm vòng nữa quấn mạnh mạnh không sao, xả ra. Rút đi, coi em coi coi cái ba cái con ếch. Giúp mày. Rồi, được rồi. Rồi mua nồng nọc đực đẹp về làm gì, nói cho bà con người ta biết luôn. À, vậy mình nuôi cho nó bự tí xíu, cái mình không bán buôn vậy, cho gắn nó ăn chứ không làm gì hết Cho trơn gắn ăn phải không? á. Dạ. Cho gắn ăn chứ không có làm gì hết trơn á. Gắn gì nói bà con ta luôn, nhiều lỗi gắn lắm. À, mình đây thì mình nuôi gắn hoành anh Vũ ơi. Gắn hoành. Có người ta nuôi gắn gì lạ lạ nữa đó. Gắn gì lạ lạ em cũng biết gắn gì lạ nữa. Rồi hiện giờ nó cũng xuống mới nè. Cũng bọn bọn rồi nè, mới mới rút xả mà cũng bọn bọn rồi mình để cái nồi đó, hồi cái gì Dạ mình dạ đảo dạ. cái nồi để xích này đâu. Đáng lẽ là nếu nồng nọc lên tốt là khoảng 22 23 ngày mình xả nó nồng nọc đực đẹp nhiều. Thì hẹn Dạ. hẹn lỡ thêm ngày hai ngày nữa thì nó phải lên còn ít lại. Dạ. Thường xả để con thả chả làm ác đấy. Quá trời luôn nè. Con cái đi để xíu đi, để của anh này chút xíu cạn nó mới xuống nhiều, chứ vừa xả nước nó mới xuống nhiều nữa. Giờ cũng hơi chá nắng chút xíu nữa các bạn, gần 10 giờ rồi. Quay với con nồng nọc sau lưng. Rồi có được chân trước cái nhảy. Rồi quay cho các bạn xem con nọc nè, nó bằng cùm giò vậy đó, cùm giò nhái nha chứ không phải cùm giò người ta. Nó gành này, nó mới bung ra được một chân trước các bạn, còn chân chưa bung này, này mới bung nó nhảy được nè. Con nào cũng lấy bằng cùm giò. Rồi mình ra ngoài mình quay đổ ra đi, đổ, đổ cho ít thì cái đầu xong xuôi cái đưa nó về Vinh, nói tắt cho nó gọn, rồi nói Trà Vinh nữa xa. Giờ đổ vớn bắt nồng nọc các bạn, Để về anh Vũ. để bằng kia để bằng kia nó đó nó dùng đây hả? ở đó nó thẳng, để ngay chỗ cái miệng ống luôn á. Đây hả? Ừ,
để đại dưới, để đại dưới nước luôn không đây chịu, hả? Ừ. Nè, gỡ gỡ ra. Rồi mình túm lại, túm lại, túm hạ hạ ra xuống. Ừ, hạ xuống rồi lấy tay túm 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 khúc. Túm vậy hả? Ờ, túm ngang khúc. À. Rồi gió từ từ lên. Được không? Được, được. Đổ được không? Đằng kia nhóc. Đổ rồi đổ đi rồi ờ buông ra. Rồi thả. Thả thả xuống, thả hạ xuống còn dưới kìa, tóm lại. Tóm lại. Đúng vậy mà. Ừ, rồi khoan khoan lên. Rồi khoan đi, khoan đi. Tính tính lại chỉ rồi khoan đi. Đúng vậy phải không? Ừ. Không cạn chút nữa mới nhiều. Dạ. Yeah. Bù lạ. Ừ, phát phát vô miếng nước mát mát. Có nước chưa? Mà nó bự bằng cái ngón tay giữa của mình luôn nè anh em. Nồng nọc giặc của anh Vũ nha anh em ơi. Nồng nọc đực đẹp mà vậy đó. Ngón tay giữa đó hả? Ờ, ngón tay giữa. Tưởng đâu ngón tay giữa kia. Đâu, nồng nọc con bự bự không? Nồng nọc bự vậy nó lên có con ếch nó bự. Còn nhỏ là lên nhỏ vậy đó. Dạ. Yeah. Mới càng cạn chút có nhiều, cái này mới thả. Mấy cái con bốn chân nè, mấy con này bốn chân nè. Dạ. Con này hai chân nè. Dạ, hai dạ. Chân con này gần bung nè. Dạ dạ dạ. Không, nó cũng bự nè. Nè. Cái đầu nó lên bốn chân cái nó bung ra nó có nhỏ lại. Dạ nè. Dạ. Nè nè, dòm hai con này nè, con này nó đã có bốn chân nó nhỏ hơn ta nè. Dạ. Cái chừng nó rút từ vô để bắt cái con rút vô. Nè nè, con này nó một nó lên có thể một ngày rồi nè, nó rút vô còn khúc nè. Dạ. Chứ nó không phải rụng nha, có người ta nói rụng không dạ, phải rụng. Dạ dạ. Rút vô vậy cái đầu tới ngày mai có thể rút hết luôn, ngày mai có thể rút được con lớn lắm. Này con này rút nè, con này rút cái đuôi nó gần thục luôn nè. Dạ. Yeah. Nó sẽ nếu chiều nay con này có thể chiều nay ăn, con yeah. này còn cái đuôi không? Dạ. Yeah. Nọc tốt là lên con bự bự như nè. Dạ. Yeah. Nó lên chân chưa ăn không là mẫu gần 5 kg một con đó. Dạ. Yeah. Qua ngàn con 5 kg, 7 yeah. 5 kg một con. Nói. Nó ăn lên là cái bụng nó bự lên là thấy con ếch con mình nó bành kia. Dạ. Dạ. Rồi rồi đổ nó đi. Dạ. Rồi sau khi xả xong rồi nè các bạn. Giờ đang bơm nước vô. Đây lại cho các bạn xem. Đây được không cho anh Vũ? Hả? Xả đó bớt. Lượm mày đã quen qua lượm cây. Này như sao đây? Nhìn vô cái mụn này mày đứng mày nhìn tao nhìn mày bây giờ nhìn đứng gì. Có con nó làm cái gì? Nhảy bây giờ. Nè ăn xíu này. Cầm tay nó vô cái bếp. Nó ra nhìn. Qua. Nó đổ ở đâu? Đổ nó luôn hả? Ừ. Sao đổ vô đây? Rồi tăng đi. Anh Linh cái này anh đổ nồi này, anh cơm đổ ở nồi à, nè. Anh Linh đổ thao rồi. Đổ là cái chứ lấy cái ca đâu rồi ta? Cái ca xanh đừng chú múc chú đổ vô coi. Rồi hiện giờ đang đưa nồng nọc, đang đưa tiễn nó về Vinh nha các bạn. Rưỡi. Ừ. Thì cứ tính bỏ lên cứ mấy lần vậy á, là sao? Không tính đó, 1,5 kg rồi đó. À, 1,5 kg. Thì người ta cân trứng cái này, cân nồng nọc. Ủa, nó nhảy quá trời đi. Thì vừa thôi đó, ta tính đẹp bao nhiêu đi. Này 1,8 kg, cái gì đi ha. 1,8 kg. Là 3,3 kg. Dỗ cái ổ ra ra.
nhiều quá nó nổi. Từ từ. Là 2 ký. 5.3. Ha. Rồi đưa về Vinh đưa. Chị cứ coi đi rồi em lộn vô cho. Ủa nếu này hỏi qua quên hỏi tên gì rồi gọi người ta hỏi tên gì không? Em tên Tài. Tên Tài không? Dạ. Biết biết ở Trà Vinh thôi chứ tưởng Tài, đâu Tài ở Trà Vinh nuôi rắn không anh á. Rồi. Có ai có nhu cầu gần ở ở huyện gì đó anh nói nãy đó. Có mua rắn để về nuôi thì liên hệ anh Tài. 5 ký 3, 9 ký 8 là nhiêu, cộng vô coi. 5 ký 3, 6 ký 1. 7 ký 1. Ồ, chắc chục ký, trên chục ký à. Thấy vậy cũng nhiều, thấy thưa vậy cũng nhiều. Ủa cái ca sao anh ca đổi vô đây hả anh Dũng? Thôi vậy cái video mình hôm nay tới đây thôi nha các bạn. Mình tranh thủ mình làm đưa mấy con đồ nọc này về Vinh. Rồi.